Gần đây, loại hình du lịch trekking trở nên khá phổ biến, thu hút du khách. Trong rất nhiều thể loại trekking, thì đạp xe xuyên rừng là một trong những loại hình được nhiều người lựa chọn bởi mang đến nhiều trải nghiệm khám phá thú vị, giúp người chơi hiểu về thiên nhiên, khám phá bản thân và nâng cao kỹ năng sống. À, chào chị, mình là Phương, Phan Phương. Ở đâu ạ? Mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay anh tham gia cái tour này là lần đầu tiên không thế nào? Lần đầu tiên mình đi với tour bên này, Thác Mai. Thật ra là lúc này thì khá là hồi hộp và cũng rất là thú vị vì đây là lần đầu tiên mình đi xe đạp băng rừng. Xe đạp thì là một cái phương tiện rất là phổ thông với người Việt Nam, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đi nó trong một cái khu rừng. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình điểm hẹn du lịch kỳ này, và ngày hôm nay anh Đạt xin mời quý vị cùng tham gia một chuyến hành trình, một cái tour xuyên rừng, đạp xe xuyên rừng. Và ngay bây giờ đây thì anh Đạt cũng xin mời quý vị cùng theo chân anh Đạt để tham gia cùng chuyến hành trình này. Đạp xe xuyên rừng rất khác biệt so với đạp xe ngoài phố thị, tránh xa ồn ào khói bụi. Nơi núi rừng xanh mát, du khách có thể cảm nhận được sự trong lành của thiên nhiên. Mở đầu chuyến hành trình, du khách được đạp xe trên con đường nhựa xuyên rừng bằng phẳng. Tuy mệt, nhưng vài đoạn đường, du khách lại được thoải mái thả dốc, lấy sức. Trong không khí mát rượi của rừng, du khách có cảm giác thơ mộng và mát mẻ. Chuyến hành trình đầu tiên dài 16 km xuyên rừng dễ dàng được chinh phục. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi vừa hoàn thành 16 km đường rừng và chúng tôi đã thành công, phải không quý vị? Yeah! Đi tiếp nào. Rồi, đi luôn, đi cho sướng nắm luôn. Đến Thác Mai dùng cơm trưa, nghỉ ngơi 30 phút, chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo. Cái thú vị của chuyến đi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Du khách chuẩn bị cho chuyến hành trình chinh phục đoạn đường rừng dài 15 km. Càng về sau, độ khó càng tăng, đường đi có nhiều rễ cây chắn lối. Tiếp theo đó là độ khó nâng cao, đạp xe vượt suối, đầm lầy. Ở những đoạn này, các thành viên trong nhóm mất nhiều sức hơn và phải tập luyện cách sử dụng xe thuần thục, tăng giảm nếp để hợp lý, để tiết kiệm sức lực. Có những trở ngại được nhóm tiền trạm giữ nguyên để tăng khả năng xử lý cho các thành viên tham gia. Tuy là trải nghiệm khám phá mạo hiểm, sự an toàn của các thành viên vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Các cung đường này trước đó đều được tiền trạm khảo sát để đảm bảo an toàn, không lạc đường, không quá nguy hiểm. Trong đoàn, có một số thành viên tưởng chừng bỏ cuộc giữa cuộc hành trình. Nhưng đây chính là lúc du khách được trải nghiệm khả năng vượt qua bản thân. Kết thúc chuyến hành trình, du khách sẽ thật sự cảm nhận được sự thú vị khi bản thân mình được khám phá. Có những sức mạnh tiềm ẩn bên trong bản thân dần được khai mở. Đặc biệt cả hành trình đạp xe xuyên rừng là khoảng thời gian hoàn toàn thư giãn, không có sóng điện thoại, không có sự xô bồ của cuộc sống. Chỉ có con người và cùng thiên nhiên. Nếu có dịp, hãy trải nghiệm một chuyến Viking xuyên rừng để cảm nhận vẻ đẹp từ núi rừng và sự bình yên cho tâm hồn. Hãy gác lại cuộc sống đô thị tấp nập để trải nghiệm một chuyến hành trình đạp xe xuyên qua cánh rừng Đại Ngàn vùng Gia Canh Định Quán và hít thở bầu không khí trong lành. Đây là cơ hội để rèn luyện sức bền cũng như nạp thêm năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi.